Nhìn hấp dẫn chưa? Hôm nay mình ăn kèm với lại có cà rốt mini nhé, và thêm một đĩa rau nữa. Tại cái mâm nó một quá mình không có chỗ để. Và mình ăn cái hai loại nước mắm nhá, nước sốt nhá mọi người. Một cái là mắm me, một cái là muối tiêu chanh nhá. Mình mời mọi người cùng ăn mình nhá. Mình sẽ chia sẻ cách làm chim bồ câu nướng mật ong nhé. Đây là hai con chim bồ câu nữa. Gồm có một thìa đường, nửa thìa tiêu, một thìa bột nêm, dầu màu điều, tỏi và dầu hào. Mời mọi người sẽ cùng làm với mình nhé. Thế bây giờ mình sẽ trộn tất cả cái tỏi vào đây này. Sát vào con chim bồ câu nhé. Sẽ mát xa nó mọi người nhé. Mình cho vào trong cái bụng nhé, một ít. Sau mình cho lên cái lưng. Mình mát xa nó cho nó đều nhé. Đấy, mình cho mật ong, hai thìa mật ong, một thìa dầu hào và một thìa đường nhé mọi người. Thì mình cho lên, mình chỉ nướng sơ một chút nó đã được thôi mọi người. Chứ mình nướng mà lâu quá là nó bị cháy. Bây giờ cái mật ong mình cũng cho cuối cùng nhé mọi người. Không có cho mình lúc đầu là mình cho là mình nướng là nó cháy hết đó mọi người. Nhìn nó căng chưa? Mình đã luôn đó mọi người. Mọi người ơi, đã xong rồi đây mọi người nhìn hấp dẫn chưa? Đấy, hai con chim bồ câu của mình to giống hai con gà. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người nhé. Mọi người ơi, mình đã nướng xong rồi đây. Đây là hai con chim bồ câu của mình này. Đấy, to chưa? To đang bốc khói đấy mọi người. Đấy, mình sẽ ăn với cà rốt nhé. Sẽ ăn với cái salad nhé. Đấy, cái có ô liu với lại bơ. Sau mình ăn với hai loại sốt nhá, một sốt me nước mắm me với một sốt muối tiêu chanh nhá. Thì mời mọi người cùng ăn với mình nhá. Đây, mình sẽ sạch nó ra. Hôm nay mình mua cái con này tươi lắm mọi người. Này, trên này. Wow. Quá ngon luôn mọi người.
da nó giòn thơm. Ăn với cái nước mắm mè chua chua ngọt ngọt, quá hấp dẫn luôn ạ. Múi tiêu chanh mọi người, hấp dẫn quá mọi người, đùi à, múi tiêu chanh và nó lại hơi chua chua, mùi chanh cay cay của hạt tiêu, tương ớt, wow, quá hấp dẫn luôn mọi người. Mình sẽ uống nước đấy. Mọi người hôm nay mình mua được cái chim này á, nó còn đang tươi á mọi người. Wow. Có thể giống thịt gà luôn á. Chấm nước mắm mè ngon lắm mọi người. Cái này người ta ăn với muối tiêu chanh, mình ăn với nước mắm mè mà ngon mọi người. Nước mắm mè hôm trước mình cũng đã hướng dẫn rồi mọi người, làm xong để dành vào trong tủ lạnh á, đấy là ăn dần ngon. Wow. Mời mọi người uống nước với mình nha. Mọi người ơi, đây là cái đĩa salad này. Nó có quả ô liu với lại rau cải với bơ nhá. Mình ăn miếng bơ. Mình ăn cái này cho đỡ ngán lắm mọi người. Hấp dẫn luôn. Quá ngon luôn mọi người ạ. Wow. Cái da của nó đấy, cho dầu hào với lại mật ong, nó béo mà nó thơm. Hôm nay mình đi mình mua được vật tư vật rẻ nữa.
chấm với muối tiêu ngon lắm ạ. Mọi người, cái củ cà rốt ở bên đây mini nó nhỏ. Có ô liu này ăn ngon lắm mọi người. Không, mình cho cái sốt trắng vào đấy, ăn lại béo béo nữa. Mình làm video nhiều ăn chim cút mà lần đầu tiên mình mới ăn chim bồ câu nướng dầu hạ mật ong mọi người. Chấm với mắm mè ngon lắm ạ. Mọi người, mình ăn hết con no mà. Quá ngon. Đây là rau salad với lại quả ô liu mọi người. Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nha. Một lần nữa mình kính chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye, chào tạm biệt.